là team về trước tiên của thử thách này, và team về thứ nhì xin chúc mừng cho team số 3 và team mặc dù là số 1 nhưng mà thứ hạng của mình là hạng 3. Rồi xin mời các bạn chúng ta về lại vị trí. Em dùng kỹ thuật em nhất chơi quốc hành được không em? Được. Này đây em thứ nhất vô có được không cơ? Rồi, xin mời các bạn chúng ta thành viên đầu. Rồi các anh chị và các bạn chúng ta rất cần nạp thêm năng lượng là nước. Ở đất mà nhét vậy, cái đâu còn cái cục ở đâu nhét. Cục trên đây mà. Sau khi chúng ta uống nước xong, quý chị và các bạn chúng ta có một cái gì mà làm gom tất cả những chai nước hết, chúng ta đổ bảo vệ môi trường của chị bạn nha. Chúng ta gom lại. Rồi chúng ta sẽ có một phút cho quý vị các bạn chúng ta để tập trung hơn các bạn. Rồi xin mời ba đội chúng ta về lại vị trí ban đầu. Rồi khán giả, sau khi chúng ta đã có năng lượng rồi thì chúng ta tiếp tục nào. Rồi team số 1 đâu, qua bên này để cho chúng tôi thí điểm cho. Hy vọng là chúng ta có được chiến thắng nha. Rồi team số 1 đâu. Còn như bên đây thôi sao? Oh my god. Rồi team số 1 nha, chúng tôi xin phép hai team còn lại chúng tôi lấy team số 1 để làm thí điểm cho họ có thể có một chút xíu hy vọng nha. Ngang bằng với bạn bè. Rồi, mỗi đội chúng ta sẽ có một bộ dây và trong bộ dây này có tổng cộng là 10 sợi dây dù. Ở đầu mỗi sợi dây dù có một cái móc, chúng ta móc ngón tay vào cho 10 thành viên. Khi chúng ta đã móc chiếc ngón tay vào cái móc này rồi, cái lỗ này rồi thì chúng ta không được dùng tay để chạm lấy vào cái sợi dây nữa. Sao đó ngoài hết trơn vậy? Rồi chúng ta căng cái sợi dây này ra thì chính giữa chúng ta sẽ thấy được một sợi dây thun và một vòng tròn. Ok, chúng ta làm đi. Làm biết cái này đi. Làm cái này đi xong rồi chúng ta sẽ nghe với kia, chúng ta sẽ nghe hướng dẫn tiếp. Mỗi sợi dây là một người và chúng ta móc ngón tay, lưu ý là chúng ta móc ngón tay vào đầu dây mà thôi. Khi chúng ta móc ngón tay vào đầu dây rồi thì chúng ta sẽ không được chạm tay khác vào sợi dây nữa. Rồi xong chưa? Đủ 10 người không? Team mình đủ 10 người không? Rồi xong chưa? Ok chưa? Từ điểm xuất phát là vị trí chiếc dây cờ bên trên. Rồi nghe. Ok. Ban tổ chức. Rồi mỗi lượt như vậy chúng ta sẽ di chuyển một quả banh tennis. Rồi banh tennis sẽ được đặt trên chiếc vòng này. Nếu chúng ta không phối hợp với nhau, nếu chúng ta không có sự nhất quán với nhau, chúng ta không phối hợp với nhau được thì chắc chắn cái sợi dây thun này nó không đủ tiết diện để giữ lấy quả banh tennis. Mà nếu chúng ta lớn quá thì nó sẽ lọt xuống. Ok chưa? Làm sao để thăng bằng cho cái banh tennis này ở trên. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển xuống dưới và đặt cái quả banh tennis này lên ống nhựa ngắn nhất, đó là ống nhựa số 1 đầu tiên. Gần nhất. Sau đó chúng ta làm sao để gỡ lấy sợi dây mà không được dùng tay cho banh tennis này
cố định chơi năm triệu không dùng miệng được không anh? Không dùng miệng. Anh hãy tính dùng okay, hả? Ok, rồi để gì? Rồi để chúng ta gỡ lấy sợi dây cho ban tennis, bật cho ban tennis này ở trên đó và chúng ta về di chuyển qua ban thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chúng ta lần lượt đặt vào 1, 2, 3, 4, 5. Đội nào hoàn thành đội đó thắng cuộc. Ok, rồi xin mời các đội còn lại chúng ta demo đi. Rồi các đội còn lại chúng ta nhận nhà, nhận diện nha. Mình kêu bên nào ấy, chúng ta sẽ kêu bên nào mà nó kéo căng nha. Rồi các đội còn lại chúng ta nhận diện một dụng đi. Ok. Kêu bên nào mà nó kéo căng. Vị trí xuất phát là trên này. Kéo căng. Nha, mình kêu bên nào mà nó kéo căng nha. Rồi, vị trí xuất phát là vị trí gần cái khu vực backdrop của chúng ta, cái sợi dây cờ gần backdrop số 10. Team số 2, team số 3 chúng ta lùi về. Bây giờ mình nói bạn nào bạn đó trùng tay lại nha. Tại nếu rồi, vị trí xuất phát bên nào, team số 2, team số 3, bên này luôn. Số 2 đâu? Rồi. Thì phối hợp với nhau lùi về nữa, lùi về nữa chưa đâu, lùi về nữa. Lùi về cho góp bên đó, không nói đối xứng nó bằng cái sợi dây. Mỗi người lùi về. Mọi người cả lùi về nữa. Ok rồi. Lùi về. Ok, đây là vị trí bây giờ Vinh. Mày có kia mày phá rồi bạn làm tao cái. Rồi, hãy cố gắng phối hợp với nhau bằng tất cả những sự nhất quán. Cái quan trọng của mình là khi chúng ta vừa chia sẻ với bạn này nhanh nhất, được chưa? Chúng ta đặt lên rồi chúng ta mới kéo sợi dây ra. Đặt lên. Để tuyết đấy, căng được. Anh đổi tiếp tập trung. Chứ để nữ mà bắt nữ. Rồi, xong chưa? Ok, cố lên. Em bé. Team số 2 xong chưa? Team số 1. Tự tin không? Tự tin về thứ mấy? Rồi. Chúng ta. Chuẩn bị. Chỗ này hơi căng nè. Em xuống hiếm em. Ok. Rồi, giữ lực căng của mình. 3. Đi từ từ không còn nhanh đâu. Đi chậm không còn nhanh, đi chậm. Đi theo nhịp của mình nha. Woo!
thôi. Rồi, hai team còn lại chúng ta cổ vũ cho team số 1 đi. Cố lên. Dù có thua cũng ngẩng đầu nha. Ừ, không sao cả. Đội trưởng nhiệt tình lắm. Nhưng mà nhiệt quá thì trở nên. Ok, cố lên cho Hạ. Rồi, ăn mừng. Chúng ta đã vượt lên chính mình rồi. Hai đội họ đã vượt lên hết rồi. Không còn ai nữa thì vượt lên chính mình. Chúc mừng team số 1 đã có được trải nghiệm mùa hè. Ok, ba đội chúng ta về lại vị trí tiếp theo. Và đây là thử thách đòi hỏi sự khéo léo, sự làm việc bằng cả trái tim của tất cả quý anh chị và các bạn của chúng ta, chứ không phải bằng sức lực nữa quý anh chị các bạn nha. Hãy chúng ta hãy cố gắng làm việc bằng cả trái tim, để chúng ta làm sao để chúng ta đưa được chiếc lá cờ của chúng ta đưa được hình ảnh và thương hiệu của chúng ta vươn cao trong không trung một cách vững chắc nhất, được chưa? Và vị trí của team số 3 là vị trí này, chọn chính giữa để đưa chiếc lá cờ của mình lên cao, được chưa? Rồi vị trí của team số 1, team số 2, team số 2 là ở đây luôn. Phải ngang hàng nhau hết, ok chưa? Và bây giờ xin mời đội trưởng di chuyển lên trên để nhận bộ đạo cụ vật dụng và nhận diện. Rồi, lại là tiếp tục là team số 1, chúng tôi xin phép hai team còn lại lấy team số 1 làm thí điểm để hy vọng rằng họ có được chiến thắng. Rồi, mang lên đây, đội trưởng lên đây. Rồi ba đội nghe luôn nè. Rồi ba đội nghe luôn nè. Chúng ta nghe thể lệ và nhiệm vụ. Bằng những gì ban tổ chức cung cấp: cuộn băng keo, cuộn dây ni lông, 5 đoạn cây, đợi 5 đoạn ống nhựa đã bị cắt rời. Chúng ta hãy nói tất cả những yếu tố này lại với nhau để làm sao nối được chiếc lá cờ hình ảnh thương hiệu của mình lên cao nhất. Nhưng khi đã lên cao trong không trung rồi, chúng ta không được dùng tay tác động và dịnh vào cây cờ. Cho nên chúng tôi có những gợi ý: cuộn dây ni lông, băng keo. Ok, rồi quý chị các bạn, chúng ta tự tư duy và suy nghĩ. Nhiệm vụ này sẽ thực hiện trong vòng 10 phút. Xin mời 10 phút bắt đầu làm việc tập thể với nhau. Hãy cố gắng suy nghĩ và tư duy, sử dụng hết tất cả những tư duy. Hãy sử dụng tất cả những tư duy tốt nhất của đội mình. Hãy tập trung lực lượng của mình lên, đừng đứng nhìn như vậy. Hãy cố gắng hỗ trợ đồng đội của mình.